Hưởng ứng phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, cùng với cấp ủy, đảng, chính quyền, Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng đã triển khai phong trào Tết nhân ái, lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, góp phần động viên tinh thần những đối tượng yếu thế trong xã hội, cùng nhân dân vui xuân đón Tết. Phong trào Tết nhân ái do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động, triển khai bắt đầu từ năm 2023, là sự kế thừa và phát huy kết quả đạt được của phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam, với hình thức tổ chức phong phú mới mẻ, thu hút đông đảo người dân tham gia như tặng quà bằng cách phát phiếu để người dân tự lựa chọn quà, chợ Tết nhân ái, hoạt động vui Tết. Thấy là hoạt động này của Hội Chữ thập đỏ rất là có ý nghĩa, thì đã giúp cho tạo điều kiện cho bà con có thể là có thêm được những cái nhu yếu phẩm gọi là cần thiết sau một mùa gọi là mưa lũ vừa rồi, thì mọi nhà đều rất là thiệt hại rất là nặng nề, nên là em cảm thấy là em vô cùng là cảm ơn những anh chị thành viên trong Hội Chữ thập đỏ ngày hôm nay đã tạo điều kiện cho chúng em có thể có được cơ hội tốt nhất để có thể sắm sửa được. Ngoài hội chợ Tết nhân ái, Hội Chữ thập đỏ thành phố hút vận động các cấp hội tổ chức các hoạt động như bữa cơm đoàn viên, mùa xuân cho em dành cho các bệnh nhi đang điều trị bệnh hiểm nghèo, tặng vé xe Tết không đồng cho các hoàn cảnh khó khăn, sơn sửa nhà cửa cho người nghèo không nơi nương tựa, qua đó nối dài những vòng tay nhân ái mang Tết ấm đến với người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Hướng đến những cái đối tượng khó khăn ở thành phố Đà Nẵng, thì trong hoạt động này thì sẽ có 4.900 gia đình người dân ở thành phố Đà Nẵng, với dự kiến là hơn 15.000 người sẽ được thụ hưởng từ cái chương trình. Và ngoài chương trình này thì trong dịp Tết cổ truyền 2023 thì chúng tôi còn tổ chức trợ giúp cho khoảng 20.000 người có hoàn cảnh khó khăn trên toàn địa bàn thành phố với tổng trị giá là gần 10 tỷ đồng. Thông qua những hoạt động này thì chúng tôi cũng mong muốn là kêu gọi cộng đồng cùng chung tay góp sức để chăm lo cái Tết cho bà con nghèo thành phố Đà Nẵng trong dịp này. Trong không khí rộn ràng của mùa xuân mới đang cận kề, với những hoạt động ý nghĩa từ chương trình Tết nhân ái, chung tay sẻ chia cùng cộng đồng đón Tết an vui là bước khởi đầu đầy phấn khởi, tạo đà cho phong trào Tết nhân ái năm 2023 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung thu được nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần lan tỏa trong cộng đồng những giá trị nhân văn, nhân ái, tình yêu thương giữa con người với con người.